xin chào tất cả mọi người, lại quay trở về với kênh tin tức thông tin du học của Think Edu vào thứ năm hàng tuần, và lại là Elvin đây. Elvin với những chuyên mục thông tin cực kỳ hot và nóng bỏng nhất. Thì hôm nay là một ngày rất đặc biệt khi mà Elvin được mời được chị Hoa, là một đại diện của một trường tại một đất nước có thể nói là gắn liền với một bộ phim rất là gần gũi với tuổi thơ của chúng ta, đó chính là bộ phim Harry Potter. Chị là Hoa, chị là đại diện của trường đại học Gloucestershire ở Anh Quốc. Chị đại diện cho trường để giới thiệu trường đại học Gloucestershire đến các bạn học sinh Việt Nam và các bạn học sinh Đông Nam Á khác, những người mà muốn đến Anh Quốc để du học, và cũng là cầu nối để liên kết giữa trường đại học Gloucestershire và các trường đại học ở Việt Nam. Nếu mà cuộc sống trung học chúng ta đã tìm hiểu từ số trước rồi, thì hôm nay sẽ nhờ anh chị Hoa chia sẻ lại cái cuộc sống đại học của University of Gloucestershire ở tại UK nó như thế nào. Đại học Gloucestershire thì nằm ở hai thành phố ở Anh Quốc là Gloucester và Cheltenham. Hai thành phố này nằm trong county gọi là Gloucestershire, và đó cũng là tên của trường đại học Gloucestershire. Hai thành phố này thì nằm ở phía tây nam của nước Anh, cách London tầm khoảng 2 giờ đi tàu hoặc là đi xe. Và nó khá là gần với các thành phố lớn khác như là Oxford, Bristol hay là Birmingham. Các bạn sinh viên Việt Nam thì luôn hỏi chị Hoa là ở Anh có lạnh không hả chị? Thì là em ở Sài Gòn lúc nào cũng nóng nên rất là sợ lạnh. Thế nhưng mà thực ra Anh Quốc là nước khí hậu ôn đới, thế nên là thời tiết không quá nóng cũng không quá lạnh. Mùa hè nhiệt độ dao động từ tầm khoảng 20 đến 25 độ C, và đến mùa đông thì cũng rất là hiếm khi nhiệt độ rớt xuống dưới 0 độ C. Dành thời gian để chia sẻ về Anh một chút xíu để cho các bạn có thể hiểu được là cái nền văn hóa và cái nền giáo dục tại Anh nó như thế nào. Thì đối với trường University of Gloucestershire của mình đó, thì cái quy chế đào tạo nó sẽ đào tạo cấp bậc như thế nào hả chị? Trường đại học Gloucestershire thì có đào tạo cả 3 bậc, từ cử nhân, thạc sĩ và nghiên cứu. Ở bên Anh thì nó hơi khác một chút. Đối với bậc cử nhân thì các bạn sẽ học 3 năm. Và trước khi học bậc cử nhân thì các bạn sinh quốc tế thì thường sẽ học là chương trình dự bị. Bên Anh Quốc thì các bạn sẽ học A-levels. Nên là khi mà các bạn học sinh Việt Nam kết thúc lớp 12 xong thì thường là các bạn sẽ phải học thêm 1 năm dự bị, sau đấy các bạn mới học vào đại học ở bên Anh. Tuy nhiên đối với cả trường đại học Gloucestershire thì nếu như các bạn học ở các trường chuyên hoặc là một số trường cấp 3 khá là nổi tiếng ở Hà Nội hoặc là Hồ Chí Minh, và điểm phẩy của các bạn cao, cũng như là tức là trên 8.0, cũng như là điểm IELTS đủ điểm yêu cầu của trường là 6.0, không có điểm nào dưới 5.5, thì trường sẽ nhận thẳng các bạn vào đại học năm thứ nhất. Như vậy là các bạn sẽ chỉ phải học 3 năm đại học thôi. Thì nó là một cái lựa chọn mà các bạn có thể tiết kiệm được cả về thời gian cũng như là chi phí học phí và phí ăn ở. Thể ví dụ như ở trường đại học Gloucestershire thì các bạn có thể học đại học ở Việt Nam 1 năm. Thì cái năm đó các bạn cũng sẽ được coi như là năm dự bị. Thì các bạn sẽ cũng không phải mất thời gian, không phải mất thêm chi phí là học foundation ở bên Anh nữa. Bậc thạc sĩ ở bên Anh thì sẽ chỉ mất 1 năm thôi. Và thường thì là cái yêu cầu đầu vào của bên Anh thì nó cũng khá là đơn giản. Các bạn không phải thi GMAT hay là thi GRE. Các bạn chỉ cần hoàn thành bậc đại học 4 năm. Chỉ cần là cái bằng đại học của các bạn tương đương với cả bằng honors ở bên Anh. Thì là các bạn sẽ được nhận thẳng vào bậc thạc sĩ, và thường là sẽ chỉ mất 1 năm thôi. Một số chương trình thạc sĩ còn có cho thêm các bạn 4 hoặc 6 tháng làm việc. Và hiện tại thì cho phép học sinh viên quốc tế được ở lại 2 năm sau khi tốt nghiệp. Thì nó cũng là một cái cơ hội rất là tốt cho các sinh viên quốc tế. Đó mình thì không biết là trường mình có những thế mạnh về ngành như thế nào. Thế mạnh về ngành thì bên chị mạnh nhất là những ngành về media này, art and design này, hospitality and tourism management. Các ngành về business của bên chị trong nửa top trên của UK. Và đặc biệt là các ngành học của trường đều nhấn mạnh tính thực tiễn rất là cao. Tại business school của trường thì có một cái gọi là trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, tên là The Growth Hub. Thì đây là một dự án của chính phủ. Ví dụ như ở Gloucestershire thì chính phủ đầu tư 2 triệu bảng vào Growth Hub ở Gloucestershire. Và cái Growth Hub này nó nằm ở ngay trong business school của trường. Nên là học sinh sẽ có cơ hội được làm việc cùng các cái doanh nghiệp này, và rất nhiều sinh viên Việt Nam của chị cũng làm việc tại Growth Hub cũng như là làm việc cho các doanh nghiệp ở đây. Thì đó cũng là một cái lợi thế và một cái điểm mạnh mà các bạn nên cân nhắc để chúng ta có thể nhanh chóng có được một việc làm tại quốc gia rất là mạnh trong khu vực châu Âu nha. Với lại gần cuối đi thì có thể chia sẻ cho một chút xíu là cái đời, nếu mà như các bạn lo sợ về cái đời sống ở Bristol nè, Oxford, London quá đắt đỏ, thì ở thành phố này thì cái mức chi phí ăn ở để nó có phù hợp khi mà tổng lại cân nhắc với lại tiền học không chị? Chi phí thì tất nhiên là Gloucester và Cheltenham là hai thành phố nhỏ thôi, nên là cái chi phí ăn ở ở đây sẽ rẻ hơn rất nhiều so với những thành phố lớn khác. Nó sẽ chỉ bằng một nửa so với London.
hoặc là sẽ chỉ tương đương với tầm khoảng độ 70% so với những thành phố khác ở bên Anh. Thì chẳng hạn như nếu như các bạn thuê ở trong campus thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng độ 500 bảng một tháng. Nhưng mà nếu mà các bạn thuê ở bên ngoài chẳng hạn như là private housing để cho các bạn thuê thì nó sẽ chỉ rơi vào tầm 300-350 một tháng thôi. Cái chi phí một năm cả tiền ăn lẫn tiền accommodation thì các bạn sẽ mất tầm khoảng độ 6.000 bảng. Còn tiền mức học phí thì bao nhiêu? Mức học phí của trường hiện tại là chẳng hạn như thạc sĩ là 14.700 bảng. Tuy nhiên thì trường có những học bổng tự động cũng như là học bổng merit based scholarships cho sinh viên quốc tế. Thì các bạn nghĩ xem, nếu mà các bạn đi du học nước ngoài chẳng hạn, như các bạn, mình nói thẳng một cái vấn đề rất là thực tế như vậy, nếu mà các bạn học những ngành như là ở RMIT tại Việt Nam thì các bạn cũng đã đóng một số tiền gần như là nằm ở mức như thế rồi. Chúng ta có lợi là gì? Lợi là chúng ta không phải tốn tiền chi phí ăn ở thôi. Nhưng mà các bạn phải nghĩ rằng đây là một công cụ đầu tư cho một nền kiến thức cực kỳ là vô tận, với một môi trường là cực kỳ là hiện đại. Đối với nền quốc tế Anh thì các bạn học những tại những trường này thì rất là dễ dàng để tiếp xúc với lại những cái doanh nghiệp, đúng không chị? Để dễ dàng có việc làm. Thì em không biết, em hỏi một lần cuối cùng, một cái cuối đi, thì để cho mình có thể chiêu mộ học sinh cho năm 2021 để các bạn có thể chuẩn bị một cái nền tảng. Thì bây giờ chỉ có một cái lời khuyên nào dành cho các bạn để sẵn sàng tâm lý nè, để chuẩn bị hành trang, chuẩn bị mọi thứ không chị? Lời khuyên của chị là các bạn nên apply ngay. Tại vì thứ nhất có rất là nhiều lợi thế khi mà các bạn apply ngay. Thứ nhất là có rất là nhiều chính sách học bổng. Chính sách học bổng tự động cho sinh viên Việt Nam là tương đương với 4.000 bảng, là học sinh nào cũng sẽ nhận được học bổng là 4.000. Và nếu như điểm đối với các bạn học sinh apply bậc thạc sĩ, thì nếu như điểm của các bạn điểm GPA của các bạn tốt thì các bạn cũng có thể được nhận học bổng 50%. Thứ hai nữa là cái chính sách được ở lại 2 năm thì nó mới bắt đầu từ năm nay, nên là mà mình cũng không biết được cái chính sách nào kéo dài đến bao lâu. Thế nên là lời khuyên của chị là các bạn nên apply càng sớm càng tốt. Một sự chia sẻ hay dành cho các bạn ở Việt Nam có thể cân nhắc việc chọn UK làm nơi gửi gắm tương lai của mình trong bậc đại học. Nếu mà như đợt trước Elvin đã chia sẻ về bậc trung học rồi, thì hôm nay ngại chần chờ gì nữa mà các bạn không để Close the Share vào trong cái danh sách của mình. Thì rất là cảm ơn chị Hoa đã dành thời gian quý báu của mình để chia sẻ về một số thông tin rất là hay ho về UK cho chúng em và quý phụ huynh để có thể cân nhắc việc cho con cái của mình học tập ở tại nước ngoài. Thì rất là cảm ơn chị và chị đã dành thời gian như vậy, và chúc chị sức khỏe. Thì hy vọng một ngày nào đó có thể gặp lại được chị để chia sẻ thêm nhiều thông tin hot và nóng bỏng hơn nữa về Cluster Share chị nhé. Ok, cảm ơn Alvin. Ok, bye bye mọi người.